Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, website hungyentv.vn. Theo định hướng quy hoạch tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, toàn tỉnh sẽ phát triển 19 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa đạt 58-60%. Trong đó, có một đô thị loại 1, một đô thị loại 2 và hai đô thị loại 3, ngoài ra còn có 7 đô thị loại 4 và 8 đô thị loại 5. Về không gian phát triển hình thành 3 đô thị trung tâm là các đô thị động lực của tỉnh, gồm thành phố Hưng Yên, đô thị Văn Giang, đô thị Mỹ Hào. Đến năm 2050, Hưng Yên phấn đấu là đô thị loại 1. Thành phố trực thuộc Trung ương là một trong những đô thị quan trọng trong mạng lưới đô thị quốc gia theo nghị quyết 06 của Bộ Chính trị, là một trong những động lực phát triển quan trọng của vùng thủ đô Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Bộ. Sáng nay, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Đến nay, xã đã huy động được trên 450 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 180 tỷ đồng để hoàn thiện, nâng cấp các tiêu chí. Về lĩnh vực kinh tế, xã chú trọng phát triển và mở rộng làng nghề quất cảnh với hơn 3.000 lao động tham gia thường xuyên. Doanh thu từ làng nghề năm 2022 ước đạt 570 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của xã năm 2022 đạt 81,2 triệu đồng một người trên năm. Xã không còn hộ nghèo theo tiêu chí chuẩn đa chiều. Xã đã có 9 trên 9 thôn được Ủy ban nhân dân huyện công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Xã hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu với nhiều tiêu chí nổi trội. Sáng 20 tháng 3, tại trường tiểu học Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh đoàn Hưng Yên đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm phong trào nghỉ việc tốt và tuyên dương dũng sĩ nghỉ việc tốt năm học 2022-2023. Tại lễ kỷ niệm, ban tổ chức và học sinh trường tiểu học Ngọc Thanh đã ôn lại lịch sử ý nghĩa của phong trào nghìn việc tốt 60 năm qua của thiếu nhi tỉnh Hưng Yên. Tại lễ kỷ niệm, ban tổ chức đã tuyên dương 24 thiếu nhi đạt danh hiệu dũng sĩ nghìn việc tốt năm học 2022-2023 thuộc các liên đội trong tỉnh và khánh thành thư viện tuổi hồng tại trường tiểu học Ngọc Thanh. Nhân dịp này, đoàn thanh niên công an tỉnh trao tặng 70 đèn học quyết tâm trị giá khoảng 3 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó. Thời tiết giao mùa xuân hè, nhiệt độ thay đổi thất thường cộng với độ ẩm cao trong không khí như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại virus gây bệnh ở trẻ nhỏ gia tăng. Vài tuần gần đây, lực lượng trẻ nhập viện điều trị tại khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên thường xuyên ở mức từ 60 đến 70 trẻ, tăng gấp đôi so với tháng trước đó. Chủ yếu là trẻ mắc bệnh về đường hô hấp. Tương tự tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, mỗi ngày cũng có khoảng trên 100 bệnh nhân nhi đến khám bệnh liên quan đến virus hợp bào hô hấp. Tương tự tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, mỗi ngày cũng có khoảng trên 100 bệnh nhân nhi đến khám bệnh liên quan đến virus hợp bào hô hấp, RSV gây viêm phổi, viêm phế quản, virus gây bệnh thủy đậu, virus cúm, virus rota gây tiêu chảy. Đã ghi nhận một số chùm ca bệnh trẻ ở cùng một nhóm lớp hoặc cùng thôn xã mắc cúm và nhập viện điều trị như các chùm ca bệnh cúm ở xã Hiệp Cường, xã Song Mai, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động. Nhằm kịp thời động viên, khích lệ cán bộ chiến sĩ, đội nghiệp vụ công an huyện Kim Động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, sáng ngày 20 tháng 3, Ủy ban nhân dân huyện Kim Động đã tổ chức trao tặng giấy khen cho 8 cá nhân có thành tích trong đấu tranh triệt phá chuyên án cướp giật tài sản. Trước đó, công an huyện đã triệt phá và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thanh ở thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng là thủ phạm thực hiện hai vụ cướp giật trên địa bàn trong tháng 3. Qua đấu tranh, Thanh đã thừa nhận hành vi hai lần cướp giật điện thoại của người dân. Được biết, đối tượng Thanh từng có hai tiền án về tội cướp tài sản. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Hà Nội có khoảng 70 cầu bộ hành và 23 hầm bộ hành dành cho người đi bộ. Nhưng trên thực tế, người dân vẫn bất chấp nguy hiểm để cắt ngang dòng phương tiện dày đặc để qua đường. Tại nhiều tuyến đường có mật độ giao thông cao như cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu, Trung Kính, Nguyễn Trãi, Giải Phóng. Dù đã được xây dựng cầu bộ hành, nhưng đa phần người dân vẫn băng ngang dưới lòng đường. Thậm chí, một số người dân bất chấp treo qua hàng rào giải phân cách để rút ngắn thời gian đi lại. Tuy một số cầu bộ hành đang phát huy tốt vai trò của mình, nhưng có những cầu bộ hành lại không được sử dụng hiệu quả, gây lãng phí. Bên cạnh ý thức của người dân, hiện nhiều vị trí xây dựng cầu bộ hành còn chưa phù hợp nên quy hoạch xây dựng tại những nơi có giao thông phức tạp và đông dân cư như ở chợ, siêu thị, trường học, bệnh viện, bến xe. Bất chấp các biển báo cấm, hàng rong tự phát xuất hiện dày đặc trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên bến Bạch Đằng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ từ Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đến bến Bạch Đằng, quận 1. Mặc dù xung quanh có biển báo cấm bán hàng rong, nhưng có hơn chục xe hàng rong tràn lan trong khuôn viên phố đi bộ. Cứ cách vài mét lại có 3 đến 4 xe hàng. Các xe đẩy bán đủ loại, từ cá viên chiên, nước giải khát, đồ chơi. Nhiều ghế nhựa được bày ngang nhiên giữa khuôn viên để phục vụ khách ngồi ăn, tạo nên cảnh tượng lộn xộn, gây ảnh hưởng đến người dân khi đi tham quan giải trí, mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến trật tự an ninh công cộng. Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, Nghệ An đang còn khang trang sạch đẹp nhưng đã được xã này đập một số hạng mục rồi sửa chữa để quay hướng tòa nhà, khiến dư luận xôn xao. Thời gian qua, trên một số diễn đàn mạng xã hội xôn xao thông tin về trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, Nghệ An đang sạch đẹp khang trang lại bị đập rồi xây sửa để quay hướng của tòa nhà. Nhiều ý kiến cho rằng việc đập sửa trụ sở khi còn đang khang trang là không cần thiết và lãng phí. Cuối năm 2021, dự án cải tạo nâng cấp khuôn viên trụ sở làm việc xã Hưng Hòa được Ủy ban nhân dân thành phố Vinh phê duyệt với số vốn đầu tư 6 tỷ đồng. Trong đó, với hạng mục cải tạo nâng cấp tòa nhà làm việc là chuyển đổi hướng chính tòa nhà từ hướng Đông Nam sang hướng Tây Bắc, quay ngược lại với hướng ban đầu. Sáng 20 tháng 3, Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thực hiện cưỡng chế tháo dỡ 6 căn nhà xây dựng trái phép trên đất bãi bồi ven biển ở xã Hàm Ninh. Theo quyết định cưỡng chế của Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc, chủ 6 căn nhà này phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Hậu quả do hành vi này gây ra cần được khắc phục là diện tích đất 1.211,7 m² đất bãi bồi ven biển thuộc nhóm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn do Ủy ban nhân dân xã Hàm Ninh quản lý. Quyết định cưỡng chế yêu cầu chủ hộ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và trả lại diện tích đất nói trên cho Ủy ban nhân dân xã Hàm Ninh quản lý theo quy định. Sáng 20 tháng 3, tại cảng Nam Hải Đình Vũ, thành phố Hải Phòng, các đơn vị thuộc Cục Hải quan Hải Phòng, Công an thành phố Hải Phòng đã khám xét một container 20 feet chứa rất nhiều ngà voi nhập lậu từ châu Phi. Trong buổi sáng, lực lượng hải quan đã tập trung khám xét do số lượng ngà voi nhiều nên chưa thể thống kê được số lượng. Tuy nhiên, theo ghi nhận, hiện lượng ngà voi được thu giữ lên đến nhiều tấn. Có nhiều chiếc ngà voi nặng tới hàng chục kg. Đến trưa cùng ngày, công việc khám xét kiểm đếm số lượng ngà voi vẫn chưa hoàn tất. Lô hàng này xuất phát từ Angola, được chuyển tại Singapore nhằm che giấu tuyến đường vận chuyển, mô tả tên hàng hóa bằng ngôn ngữ không phổ thông và sử dụng thông tin người nhận hàng không chính xác. Đây là thủ đoạn mới hết sức tinh vi và nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan hải quan. Do tình trạng nắng nóng gay gắt và thiếu oxy, hàng triệu con cá đồng loạt chết trên một đoạn sông lớn ở bang New South Wales, phía đông nam Australia. Theo báo cáo của chính quyền bang New South Wales vào cuối tuần trước, đã có hàng triệu con cá chết ở hạ lưu sông Darling Barka trong ít ngày. Đây là vụ cá chết hàng loạt thứ 3 xảy ra tại khu vực này kể từ năm 2018. Những con cá chết thuộc nhiều loài như cá trích, cá tuyết, cá chép. Chúng sinh sôi mạnh ở hạ lưu sau lũ lụt nhưng bắt đầu chết dần khi nước rút. Tờ Nhân dân Nhật Báo Trung Quốc mới đây đã giới thiệu một nữ phát thanh viên ảo đầu tiên sử dụng trí tuệ nhân tạo có thể trả lời mọi câu hỏi và lên sóng 24 giờ mỗi ngày, không nghỉ ngơi. Nữ phát thanh viên có tên gọi là Nhiệm Tiểu Dung được Nhân dân Nhật Báo phát triển và được giới thiệu trên mạng xã hội Weibo. Xuất hiện trong bộ trang phục lịch sự trước màn hình nền là một thành phố hiện đại, phát thanh viên AI cho biết đã học hỏi kỹ năng dẫn bản tin thời sự từ hàng ngàn MC ngoài đời thực. MC này tự giới thiệu sẽ làm việc suốt ngày trong cả năm mà không cần nghỉ ngơi. Hiện tại, Nhiệm Tiểu Dung chỉ giới hạn thảo luận các thông tin liên quan đến trường hợp lưỡng hội của Trung Quốc, các nội dung công nghệ tiên tiến, giảm thuế, phí, việc làm và sáng kiến vành đai con đường. Người dùng mạng Weibo đã dành cho MC này những lời khen tích cực. Tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới mới đây công bố bà Mary McCoy, 85 tuổi, người Mỹ, là nữ phát thanh viên công tác lâu năm nhất trên thế giới với trên 7 thập niên liên tục lên sóng. Theo đó, con đường đến với kỷ lục Guinness của bà McCoy, nữ phát thanh viên đến từ bang Texas, bắt đầu vào cuối những năm 1940. Tới năm 1951, sự nghiệp của bà có bước đột phá khi tham gia chương trình tìm kiếm tài năng của một đài phát thanh. Ngoài thời gian cống hiến cho đài phát thanh, bà còn dẫn chương trình âm nhạc đồng quê kinh điển, thời lượng 2 tiếng đồng hồ, 6 ngày trong tuần. Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness cho biết bà McCoy đã đánh bại người giữ kỷ lục trước đó về sự nghiệp nữ phát thanh viên với chênh lệch là 3 năm. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.